Barca gặp Napoli chờ Messi tỏa sáng. Barca tiếp đón Napoli trên sân nhà cùng Nukem trong trận lượt về của vòng 1/8 Champions League. Barca đã thất bại trước đại kình địch Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga 2019-2020. Nhưng Messi và các đồng đội lúc này phải gạt điều đó sang một bên để tập trung vào đấu trường Champions League. Barca đã không thể lên ngôi tại Champions League kể từ năm 2015. Ở mùa giải năm ngoái, đội bóng xứ Catalonia đã bị loại một cách khó tin trước Liverpool ở bán kết dù đã giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi. Tại vòng 1/8 Champions League mùa giải này, Barca đang có lợi thế trước Napoli sau khi giành được kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang chờ đợi trên sân Nou Camp. Niềm tin dành cho các cổ động viên Barca đó là đội bóng của họ đã bất bại 35 trận đấu gần nhất trên sân nhà tại Champions League. Messi và các đồng đội cũng chưa thua trong 15 trận đấu trên sân nhà gần nhất trước các đối thủ đến từ Italia, trong đó giành 12 chiến thắng. Cũng như Barca, Napoli đã gây thất vọng lớn ở giải quốc nội trong mùa giải 2019-2020 khi chỉ xếp thứ 7 ở Serie A, kém nửa xếp thứ 4 là Lazio tới 16 điểm. Thống kê không mấy vui vẻ dành cho Napoli khi họ chưa bao giờ vượt qua vòng 1/8 Champions League. Hơn nữa, họ mới chỉ thắng 7 trong số 21 trận đấu gần nhất tại giải đấu này và để thua 4 trận đấu gần nhất trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Cả Barca và Napoli đều gây thất vọng ở giải đấu quốc nội mùa giải năm nay, do đó hai đội sẽ tập trung toàn lực vào Champions League để tránh một mùa giải đáng quên. Bayern Munich gặp Chelsea, nhiệm vụ bất khả thi. Sau thất bại 0-3 ngay trên sân nhà, Chelsea hành quân đến sân của Bayern Munich ở trận lượt về với hy vọng mong manh về một cuộc lật đổ. Ở trận lượt đi trên sân nhà Stamford, Chelsea đã có 45 phút hiệp 1 không tệ trước Bayern Munich. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân cùng màn tỏa sáng rực rỡ của bộ đôi Alphonso David cùng với Zachary Crabbe đã nhấn chìm đoàn quân trẻ của Raven Frank Lampard. Thua 0-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi, Chelsea bước vào trận tái đấu này với hy vọng vô cùng mong manh. Đặc biệt đối thủ của họ lại là một Bayern Munich đang bất khả chiến bại vào thời điểm này. Sau khi bóng đá quay trở lại phong độ khủng xám là không thể ngăn cản, họ toàn thắng tại Bundesliga, thâu tóm danh hiệu vô địch quốc nội và tràn đầy tự tin chinh phục đấu trường Champions League. Đón tiếp Chelsea ở trận lượt về này, mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Hansi Flick. Không những bất lợi về tỷ số, Chelsea còn thiếu trụ cột quan trọng như Pulisic hay Alonso ở trận đấu này. Trong quá khứ, huấn luyện viên Frank Lampard từng có nhiều ký ức đẹp khi khoác áo Chelsea đấu Bayern Munich và ông sẽ chờ đợi một phép màu thực sự ở trận lượt về để có thể hưởng niềm vui. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Frank Lampard thừa nhận trận đấu rạng sáng mai là nhiệm vụ hết sức khó khăn dành cho Chelsea. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Anh khẳng định ông vẫn tin mình và các học trò có thể lội ngược dòng trước Bayern để giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất. Tôi tin chúng tôi có thể lội ngược dòng thành công. Nếu không thì tôi chẳng nên có mặt ở đây làm gì. Quan trọng hơn là cả các cầu thủ cũng phải có niềm tin như vậy. Đây là thử thách vô cùng lớn mà chúng tôi phải hiểu rõ tình thế hiện tại của câu lạc bộ, đồng thời phải tin mình có cơ hội làm được một điều gì đó đặc biệt. Cả đội cần ra sân với sự tự tin cao độ. Liệu chúng tôi có thể làm nên chuyện trước một đội bóng mạnh như Bayern hay không ư? Đó chính là điều mà tôi đang mong chờ ở các cầu thủ của mình. Tôi muốn họ có tinh thần chiến đấu cao nhất để có thể vượt qua được thử thách lần này. Tôi sẽ không lấy trận chung kết Champions League 2012 ra để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Tôi chỉ nhắc cho họ nhớ rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội để lội ngược dòng. Hãy cùng xem các cầu thủ sẽ thể hiện như thế nào trên sân. Tôi tin họ sẽ có thể làm được, Lampard chia sẻ. 8 năm trước, khi còn khoác trên mình quần đùi áo số, Frank Lampard đã cùng Chelsea đánh bại Bayern trong trận chung kết Champions League 2011-2012 ngay tại Allianz Arena. Rạng sáng mai ông sẽ trở lại đây với cương vị mới và thử thách mới. Người hâm mộ The Blues đang rất mong chờ đội bóng quân cưng của mình có thể một lần nữa được nở nụ cười chiến thắng tại Munich. Frank Lampard ngầm xác nhận Willian chuyển đến Arsenal. Arsenal đạt được bước tiến quan trọng trong vụ ký kết hợp đồng với tiền vệ Willian của Chelsea. Theo Sky Sports, pháo thủ thuyết phục được Willian ngồi vào bàn đàm phán để ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hợp đồng hiện tại giữa tiền vệ người Brazil và Chelsea sẽ đáo hạn vào mùa giải 2019-2020. Ngôi sao 31 tuổi cũng từ chối gia hạn hợp đồng với The Blues do không vừa lòng với lời đề nghị ký mới 2 năm của câu lạc bộ. Về phía Lampard, dù rất muốn giữ chân Willian, nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của cậu học trò. Trước thềm trận đại chiến với Bayern Munich, thuyền trưởng người Anh cho biết, không hề có bất kỳ sự thất vọng nào về tình hình hiện tại giữa đôi bên. Tôi cũng không có câu trả lời nào cho bạn về vấn đề này bởi hiện tại, Willian vẫn là cầu thủ của chúng tôi. Với tư cách một câu lạc bộ, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Mối quan hệ giữa tôi và Willian rất thân thiết. Thực sự tôi không cảm thấy thất vọng về quyết định của cậu ấy. Willian có những quyết định của riêng mình. Chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ vẫn sẽ tiến về phía trước bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa, Frank Lampard khẳng định. Mùa giải này, Willian đã ra sân tổng cộng 47 lần cho Chelsea trên mọi đấu trường và có được 11 bàn thắng, trong đó có 9 bàn ở sân chơi Premier League.
Tham vọng xấu Sancho của MU sắp tan thành mây khói. Báo chí Đức cho hay Dortmund sẽ đề nghị gia hạn hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho, kèm thù lao tăng lên đáng kể. Nếu tới ngày 10 tháng 8, United vẫn không đồng ý với mức giá 108 triệu bảng mà họ đưa ra. Hiện tại cả Dortmund và MU đều chưa tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng ở vụ Sancho. Bất chấp nhiều tờ báo uy tín tại Anh như The Guardian khẳng định, Quỷ Đỏ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với ngôi sao 20 tuổi. Tờ Bild cho biết Dortmund sẽ cố gắng thuyết phục Sancho ở lại câu lạc bộ thay vì ra đi. Đổi lại, đại diện Bundesliga sẵn sàng cải thiện mức lương 190.000 bảng một tuần mà cựu cầu thủ của Man City đang nhận ở đội bóng. Tờ Bild cũng hé lộ mức lương mỗi mùa của Sancho sẽ tăng từ 5,4 triệu bảng lên 9 triệu bảng. Nếu thành công, đây là lần thứ 3 ngôi sao 20 tuổi được Dortmund cải thiện hợp đồng kể từ khi anh đặt chân tới đội bóng năm 2017. Lúc này Sancho còn giao kèo với Dortmund đến năm 2022. Dù vậy, số tiền lương mà Dortmund đưa ra vẫn ít hơn những gì phía MU rủ rỗ Sancho, được cho là lên đến 350.000 bảng một tuần. Sau khi đã giải quyết xong Alexis Sanchez, MU rất muốn Sancho về Old Trafford để kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại. Về phần Dortmund, họ vẫn bảo lưu mức giá 108 triệu bảng không bớt một xu cho Sancho, người đã ghi 20 bàn cùng 20 đường kiến tạo cho câu lạc bộ trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, MU nhận định đây là con số quá cao trong bối cảnh chi phí chuyển nhượng nói chung đều có xu hướng đi xuống do ảnh hưởng tài chính từ đại dịch Covid-19. Truyền thông Italia kêu gọi Juventus sa thải Sarri. Các tờ báo lớn ở Italia đã lên tiếng kêu gọi Juventus sa thải huấn luyện Maurizio Sarri sau thất bại bẽ mặt trước Lyon ở Champions League. Rạng sáng nay, Juventus đã giành chiến thắng 2-1 trước Lyon ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League tại sân nhà Allianz Stadium nhờ cú đúp của Ronaldo. Tuy vậy, kết quả này đã không đủ giúp lão bà đi tiếp vì họ đã thua 0-1 trên sân khách ở trận lượt đi. Sau hai lượt trận, đôi bên hòa nhau với tổng tỷ số 2 đều, nhưng Juventus bị loại vì loạt bàn thắng sân khách. Đây cũng là màn trình diễn bị đánh giá tệ nhất của Juventus trong nhiều năm, cho dù họ giành được thắng lợi về tỷ số. Sau trận đấu, hàng loạt kênh truyền thông lớn ở Italia đã lên tiếng kêu gọi Juventus sa thải về Sarri, người đã gây thất vọng trong suốt mùa giải. Tờ Tutto Sport giật tích ngoài trang bìa, Sarri out. Tờ báo này viết, bất chấp Ronaldo có màn trình diễn phi thường, Juventus vẫn bị Lyon loại khỏi vòng 16 đội mạnh nhất Champions League. Đây là thất bại của Sarri, người không thể tạo ra phong cách thi đấu thuyết phục cho đội bóng. Trong khi đó, Gazzetta dello Sport cho biết Sarri đang đứng trước nguy cơ bị sa thải rất rõ ràng. Theo tờ báo này, hai ứng cử viên hàng đầu thay thế Sarri là Simone Inzaghi và Zinedine Zidane. Ở mùa này, Juventus có chức vô địch thứ 9 liên tiếp ở Serie A, nhưng chiến thuật của Sarri không thực sự thuyết phục đám đông. Juve lần đầu lên ngôi với số bàn thua vượt quá cột mốc 30 bàn là 43 bàn. Họ cũng có nhiều trận đấu bế tắc và thi đấu đơn điệu. Sau khi bóng đá trở lại, Juventus thua đến 4 trên 12 trận đấu ở Serie A. Arsenal bảo chi 100 triệu bảng cho 3 mục tiêu. Arsenal đang lên kế hoạch chi 100 triệu bảng để chiêu mộ Thomas Partey, Gabriel Magalhães và Dani Ceballos. Theo The Sun, Arsenal sẽ bạo chi 100 triệu bảng cho khi chuyển nhượng hè này để cải thiện chất lượng đội hình. Đây được xem là số tiền rất lớn trong bối cảnh Arsenal vừa sa thải 55 nhân viên do khủng hoảng của dịch Covid-19. Pháo thủ đang nhắm tiền vệ Thomas Partey của Atletico Madrid, trung vệ Gabriel Magalhães của Lille và hy vọng gia hạn hợp đồng mượn Dani Ceballos từ Real Madrid. Trong số này, Partey là người đứng đầu danh sách mua sắm của đội bóng Bắc London, nhưng có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 45 triệu bảng. Huấn luyện Arteta rất muốn giữ lại Ceballos sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của anh ở giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, trong khi Arsenal muốn gia hạn mượn, thì Real Madrid chỉ muốn bán đứt tiền vệ người Tây Ban Nha vào mùa hè này. Roman Cốt muốn thu về khoảng 30 triệu bảng trong thu hồi này. Theo một số nguồn tin ở Anh, Arsenal sẽ không cấp trước 100 triệu bảng cho huấn luyện Arteta mua sắm, dù họ đã vô địch FA Cup và giành suất dự Europa League. Ban lãnh đạo Arsenal đã yêu cầu Arteta phải bán ít nhất 3 cầu thủ trước khi theo đuổi 3 mục tiêu trên. Theo đó, những cầu thủ nằm trong diện không an toàn ở Arsenal gồm Lucas Torreira, Mateo Guendouzi, Ashley Mananai, Mustafi. Ngoài ra, bộ đôi trung vệ Socrates và Rob Holding cũng được đưa lên thị trường chuyển nhượng nếu pháo thủ đạt thỏa thuận cá nhân với Magalhães của Lille. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.